Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 2 của Thời sự Thế giới. Chúng tôi đang thảo luận về kết quả cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom và trong đó hồi nãy thảo yên có nhắc đến việc larry elder có hai vấn đề thứ nhất đó đây là một điều tích cực mặc dù thua nhưng mà điều tích cực là bởi vì tên tuổi của ông mặc dù đã được người dân california biết đến nhiều trong thời gian lúc ông còn làm phát thanh viên của radio rồi ông là bình bút ra người viết những cái bài bình luận À, đưa ra các quan điểm bảo thủ của đảng Cộng Hòa Thời điểm đó ông nổi tiếng Và chúng tôi đã nghe rất nhiều các chương trình thảo luận của ông Rất hay, ông nói chuyện rất hay Ông có cái sức thuyết phục à, Và đưa ra các dẫn chứng rõ ràng lắm Cho nên nhiều người có thiện cảm Họ đã từng nghe Larry Elder Họ có thiện cảm Và đó là lý do tại sao Gần 50% Nếu như ông Gavin Newsom bị bãi nhiệm Thì chắc chắn 100% Ông thắng sẽ là thống đốc đó là mặt tích cực có nghĩa là nếu như uh, diễn ra cuộc bầu cử vào sang năm, Gavin Newsom sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào sang năm nhưng mà có khả năng là ông sẽ tiếp tục uh, vận động. Uh, có một điểm tích cực đối với Gavin Newsom đó, chiến thắng lần này đó sẽ tạo thêm nhiều cái sự tự tin cho ông hơn bởi vì ông đã từng lên tiếng là ông biết được có những cái lỗi lầm có những cái điều thiếu sót nhưng mà vấn đề chính là thay đổi và sửa đổi những cái thiếu sót đó để tiến xa hơn nữa và đưa california tiếp tục trở thành một cái tiểu bang giàu mạnh thì đó là điểm tích cực nếu như những điểm mà các cử tri như thảo yên có trình bày đó thưa quý vị nhiều cử tri nói đó họ vì lý do họ không muốn có cái sự thay đổi quá lớn và họ cũng thực sự không muốn nhìn thấy một người thống đốc đảng cộng hòa của một tiểu bang đa số là theo dân chủ vì thế mặc dù họ không hài lòng với những cái quyết định của ông Gavin Newsom và những hành động của ông nhưng mà họ vẫn quyết định bỏ phiếu mặc dù có những thiếu sót và họ vẫn muốn ông sẽ phải thay đổi thì ông Gavin Newsom ngày hôm qua trong bài diễn văn à, mặc à, không gọi đó là bài diễn văn chiến thắng nhưng mà để gửi lời cảm ơn các cử tri những người đã bỏ phiếu giữ ông lại thì rõ ràng ông có những cái tiếng nói để cho thấy cái cam kết để có thể thay đổi cho nhiệm kỳ thứ nhì của ông nếu uh, ông quyết định uh, vận động tranh cử tái tranh cử đó là điểm tích cực đối với Larry Elder thế nhưng một điểm tiêu cực thưa quý vị uh, qua cái nhận định mà trong bản tin họ nói rằng Elder save him họ nói lý do mà Larry Elder vào cuộc vận động này lại là một cái phao để cứu Gavin Newsom Quý vị có thể vào trong trang nhà Little Sài Gòn TV com để theo dõi bài tường trình đặc biệt để giải thích lý do. Họ nói rằng mới đầu, như chúng ta đã thấy đó, mới đầu các cuộc thăm dò đều cho thấy có khả năng là ông Gavin Newsom sẽ bị chuyết phế. Nhưng mà kể từ khi Larry Elder vào đó và mọi tin tức đổ dồn vào Larry Elder đó thì lại có cơ hội cho đảng Dân Chủ so sánh Larry Elder như một ông Trump. Và thưa quý vị, để thấy được cái điểm rất lớn đối với cử tri ở California thì đây là kết quả bầu cử tổng thống California năm 2020. Mà trong đó đó cử tri California đó, say yes cho ông Biden 63.48% và say yes cho ông Trump chỉ có 34.3% mà thôi. Đại đa số cử tri California đều bỏ phiếu cho ông Biden. Và quý vị còn nhớ lúc mà ông Biden xuất hiện ở Long Beach á, và xuất hiện ở California để ủng hộ trong Newsom á, ông không nói gì về Larry Elder hết, ông chỉ nói về các chính sách của ông Trump và ông nói rằng đừng nên bỏ phiếu để chọn một người tương tự như ông Trump. Đó là cái vấn đề mà cử tri California rất là sợ, họ đánh đúng tâm điểm và những gì mà ông Larry Elder đưa ra đó rất là sát với quan điểm của cựu tổng thống trump ngay cả khi trước khi có cuộc bỏ phiếu đó thì ông cũng bắt trước cái quan điểm của ông trump gọi đây có khả năng là một cuộc bầu cử à, bị gian lận tổng thống trump à, ngay sau kết quả cuộc bầu cử tối ngày hôm qua cũng gửi đi tin nhắn ông nói california có một cuộc bầu cử gian lận Mặc dù sau đó thì ông nói rằng Ông vẫn nghĩ là Gavin Newsom Sẽ chiến thắng Bởi vì nhìn cái kết quả Mà cử tri California Đã không ủng hộ cho ông Chỉ có 34% mà thôi Trong khi Biden lên tới 63% Thưa quý vị Và đó cũng là những gì mà họ nói là Nhờ Larry Elder Mà ông Gavin Newsom Đã lấy lại được cái mức tự tin Và đồng thời à, Bác bỏ những cái quan điểm mà chống lại ông trước đây. Có những quan điểm chống ông nhưng mà họ nhìn thấy cái người mà lên thay thế cũng không có khá hơn. Nhất lại là một người theo đảng Cộng Hòa nữa. Thì họ không chấp nhận được California có một người thống đốc của đảng Cộng Hòa. Để mà nhìn thấy trên bản đồ, chúng ta thấy phần lớn là những quận ở xa. Còn những quận mà đông người thì đa phần đều giữ ông Gavin Newsom ở lại, thì đó là những cái diễn biến để cho thấy, thưa quý vị, trong 46 à, thành viên, đó, những cái người mà ôn hòa đó, lẽ ra là ông Fox, à, cựu thị trường của San Diego đã đã từng được nhắc tới nhiều, nhưng mà qua các cuộc thăm dò, ông lại không à, được ủng hộ mạnh mẽ, có mấy phần trăm mà so với à, Larry Elder. À, đó là những cái diễn biến. À, tuy nhiên, một cái bản tin khác để cho thấy rằng à, vào thời điểm mà ở California ông ủng hộ Gavin Newsom có thể nói một phần cũng giúp đỡ cho việc để mà tạo nên cái sự tự tin của cái phiếu bầu thì riêng với cá nhân của tổng thống Biden thì mức ủng hộ cho ông vẫn tiếp tục bị giảm theo kết quả cuộc thăm dò của Quinnipiac University National Poll à, thăm dò trên toàn quốc Hoa Kỳ 6 trong bốn người Mỹ tin rằng vấn đề ở Afghanistan <laughs> 6 trong 10 người tin là quân đội Mỹ sẽ quay trở lại Afghanistan. Và mức ủng hộ đặc biệt liên quan đến vấn đề Afghanistan, đối phó vấn đề Afghanistan giảm xuống còn có 42% mà thôi. Thưa quý vị, 42% approve và không có approve, không có ủng hộ trong lên tới 50% ngày hôm nay à, trong số những người mà đa, theo đảng dân chủ thì đa phần vẫn tiếp tục ủng hộ trong Biden mạnh mẽ nhưng mà riêng với những người theo đảng cộng hòa đó 91% disapprove và điều này để cho thấy cái sự chia rẽ của người theo đảng cộng hòa và người theo đảng dân chủ vẫn tiếp tục nặng nề mình có thể thấy được ở California và ở các tiểu bang khác cho nên ngày hôm nay thưa quý vị cộng chung lại bởi vì cái số người không ủng hộ ông Biden theo đảng Cộng Hòa nó quá đông đi, lên tới 91%. Và mặc dù bên phía đảng Dân Chủ chỉ có 88% thôi. Và đó là lý do tại sao mức ủng hộ cho ông Biden bị tụt giảm trong thời gian qua. Và thưa quý vị, cái cuộc điều tra về cái vụ mất tích của cô gái trẻ Gabriel Patito 22 tuổi đó vẫn tiếp tục gây xôn xao và nó khiến cho cả Hoa Kỳ này chú ý bởi vì bây giờ đó bắt đầu có những cái nghi vấn của công chúng về tại sao cảnh sát vẫn chưa chính thức bắt giữ người bạn trai. Tại vì theo như cái cái lý lẽ thông thường đó khi mà mọi người nhìn thấy qua cái vụ án này đó là à, ông brian laundry cùng với cô petito đi du lịch cùng với nhau trên chiếc xe của cô cái xe này là thuộc quyền sở hữu của cô gái thì bây giờ đó cô gái mất tích gia đình báo như vậy mà ông này ổng quay về một mình bằng cái xe của cô và từ chối không có phối hợp điều tra với cảnh sát thì ừ. tại sao cảnh sát vẫn không có cách nào mà bắt ổng về sở cảnh sát để mà điều tra được thì nó gây ra những bắt đầu những cái lời chỉ trích đặc biệt là từ phía gia đình của à, gabi thì bây giờ đó à, tin tức cảnh sát đưa ra không có nhiều à, mà báo chí họ cũng điên cuồng đi tìm thông tin về cái vụ này cho nên là có một vài cái tin tức mới nó được đưa ra à, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin này sau phần quảng cáo khi mà quý vị tiếp tục theo dõi